Người dân tại tòa nhà B10A Nam Trung Yên vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ trước vụ việc một trong bốn thang máy của tòa nhà rơi tự do từ tầng 5 xuống tầng 1 vào lúc 15 giờ chiều nay. Khi xảy ra vụ việc, trong thang máy có khoảng 10 người, cao tuổi nhất là một cụ bà 87 tuổi và bé nhất là một bé gái mới 4 tuổi. Và đây là khung cảnh hỗn loạn khi thang máy rơi xuống tầng 1. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, cả chục nạn nhân trong thang máy đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 198. Bé gái 4 tuổi này đang được chờ để kiểm tra sức khỏe. Đau chân rồi, lấy cả bị đập vào đầu ấy. Còn vẫn trong trường nặng lắm. Nó cũng là nghiêm trọng đấy, chứ không phải đùa đấy. May là không có chết người, nhưng mà là rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Vì nó sinh tính mạng gần 10 người cơ mà. Đúng không? Nếu mà có người chết thì sao? Được biết trong số 10 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện 198, có nạn nhân bị gãy chân, có nạn nhân bị chấn thương cột sống. Tất cả đều đang trong tinh thần hoảng loạn. Có những người may mắn không đi chuyến thang máy này thì đầy lo lắng và bức xúc. Họ cho biết không phải lần đầu thang máy của tòa nhà gặp trục trặc. Thế là đang đi thì mất điện, đúng ra mà mất điện thì thang phải về tầng gần nhất và mở cửa cho mọi người ra. Nhưng mà đây thang không về tầng gần nhất mà lơ lửng ở trên. Nên là mọi người ở trong rất là hoảng loạn. Tôi đã bị chết hụt ở trong cầu thang máy rồi, lên xong rồi bắt đầu là lên đến tầng 10 thì nó bắt đầu bảo nó rơi tôi xuống coi như thế là hai tầng, xong rồi bắt đầu là lại phanh được. Xong rồi nó không mở cửa. Tòa nhà B10A Nam Trung Yên hiện có khoảng hơn 200 hộ dân sinh sống. Ngoài thang máy, các dịch vụ thiết yếu khác như điện, nước cũng bị người dân phàn nàn về sự xuống cấp nghiêm trọng.